Kính thưa anh chị em, trong những ngày này, Cộng đoàn Kitô Tô Hữu trên khắp thế giới mừng lễ phục sinh. Đồng thời với chúng ta, thì những người Do Thái tại đất thánh, tại Israel, cũng như tại khắp nơi cũng mừng lễ vượt qua trong ngôn ngữ của một số quốc gia châu âu ngày lễ hôm nay tức là ngày lễ phục sinh cũng được gọi là ngày lễ vượt qua khi nói đến phục sinh là chúng ta nói đến sự kiện khi nói đến chữ vượt qua là chúng ta nói tới nội dung và ý nghĩa xin nhắc lại trong ngôn ngữ của một số quốc gia châu âu ngày hôm nay đối với chúng ta cũng được gọi là ngày lễ vượt qua vậy đâu là điểm giống nhau và đâu là điểm khác nhau giữa lễ vượt qua của người do thái và lễ vượt qua của người kitô hữu nói đến vượt qua là chúng ta đi từ một điểm này sang một điểm khác để vượt qua một không gian nói đến vượt qua là chúng ta phải trải qua những khó khăn gian khổ và trông gai thử thách. Nói đến vượt qua là nói đến một mục đích mà chúng ta nhằm tới. Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu lễ vượt qua của người Do Thái, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Nhìn lại lịch sử vào khoảng năm 1400, khi người Do Thái sống ở đất Ai Cập, họ phải lầm than vất vả, phải lấy đất làm gạch để xây những kim tự tháp. Mà nếu chúng ta bây giờ đi du lịch ở bên Ai Cập sẽ còn thấy những kim tự tháp xây từ thời bấy giờ, tức là vào khoảng cách đây, cách trước công nguyên 1.400 năm. Những người Do Thái kêu xin với Chúa bởi vì họ khổ quá phải làm việc nô dịch. Chúa đã sai ông Môi Sen đến để giải phóng dân tộc Do Thái khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Vì thế mà với qua ông Môi-sen là trung gian thiên chúa đã dẫn đưa dân do thái ra khỏi Ai Cập. Vượt qua, tức là người do thái vượt qua cảnh nô lệ để đến bến bờ tự do. Vượt qua, tức là người do thái ra khỏi Ai Cập để đến đất hứa. Vượt qua, tức là người do thái đi qua biển đỏ mà Chúa can thiệp lạ lùng. Khi những người do thái đi ngang qua biển đỏ thì họ an toàn và không ướt chân, nước rẽ ra hai bên như tường thành. Nhưng khi người Do Thái lên khỏi bờ rồi, những người Ai cập đuổi theo thì người ngựa, xe đều chết chìm trong biển đỏ. Đó là cuộc vượt qua của người Do Thái ra khỏi Ai cập và có một chi tiết rất quan trọng đó là con chim vào đêm chúa giải phóng người do thái khỏi ai cập chúa ra lệnh cho mỗi nhà người do thái đều ăn một con chiên và nhà nào ăn chiên thì lấy máu chiên bôi lên khung cửa bởi vì đêm hôm ấy sứ thần của chúa sẽ vượt qua những nhà nào có máu chiên bôi trên khung cửa và nhà nào không có máu chiên bôi trên khung cửa sứ thần sẽ sát hại con đầu lòng từ hoàng tử kế vị ngai vua cho đến bậc lê thứ cho đến loài động vật đêm hôm ấy là một đêm giải phóng nhưng mà cũng là một đêm tàn sát chính vì thế mà vượt qua còn có nghĩa là sứ thần vượt qua nhà của những người do thái đấy là vượt qua của người do thái mà ngày hôm nay trải qua mọi thế hệ người do thái vẫn mừng lễ vượt qua để tưởng niệm biến cố kỳ diệu thiên chúa đã dùng cánh tay hùng mạnh mà giải phóng dân người thoát khỏi ách nô lệ của ai cập vào ngày lễ vượt qua những người do thái hôm nay vẫn ăn chiên ăn thịt chiên và những người mà người cha trong gia đình vẫn kể lại cho các thế hệ con cháu những điều lạ lùng mà thiên chúa đã thực hiện và chính điều ấy chứng minh thiên chúa là thiên chúa đã chọn dân riêng do thái đồng thời là thiên chúa quyền năng hùng mạnh và cũng nhân ái yêu thương đó là vượt, lễ vượt qua của người do thái và lễ vượt qua của người Kitô Tô Hữu là gì? Người Kitô Tô Hữu trong những ngày này cũng ôn lại sự kiện Thiên Chúa đã đưa dân tộc Do Thái ra khỏi Ai Cập. Ôn lại sự kiện Thiên Chúa đã đưa người Do Thái vượt qua biển đỏ. Nhưng mà coi đó chỉ là những hình bóng cho những sự kiện khác lớn lao hơn, vĩ đại hơn mà Thiên Chúa sẽ thực hiện trong lịch sử. Đó là cuộc vượt qua của Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu đã vượt qua đau khổ để tới vinh quang. Chúa Giêsu đã vượt qua tối tăm của nấm mồ để tới phục sinh. Chúa Giêsu đã vượt qua thập giá để mà đạt tới sự vinh quang mà Thiên Chúa trao ban cho người. Đức Giêsu đã vượt qua sự ghen ghét bạo lực của con người để đáp trả vào đó là tình yêu thương nhân ái và sự tha thứ, Chúa Giêsu đã vượt qua sự chết để đến sự sống. Đó là ý nghĩa lễ vượt qua của người Kitô hữu. Có một chi tiết quan trọng này, nếu ngày xưa trong cuộc vượt qua đưa người Do Thái ra khỏi Ai Cập, mỗi Chúa đã truyền cho mỗi gia đình ăn một con chiên và lấy máu chiên bôi lên khung cửa qua trong cuộc vượt qua của Đức Giêsu không còn con chiên ấy nữa mà chính Chúa Giêsu là chiên vượt qua. Như lời Thánh Phaolô nói với chúng ta, chiên vượt qua của chúng ta là Đức Giêsu đã chịu hiến tế. Vì thế chúng ta hãy vui mừng trong Chúa. Chúa Giêsu đã vượt qua thập giá để đến vinh quang và chính người trên cây thập giá là con chiên bị giết và máu Chúa Giêsu là máu cứu độ, máu Chúa Giêsu chuộc lại nhân loại khỏi tội lỗi và máu Chúa Giêsu đã hủy bản án nguyên tội ngay từ khởi đầu lịch sử. Vì thế Chúa Giêsu đã vượt qua để rồi sống lại vinh quang. Chúng ta vừa nói đến lễ vượt qua của người Do Thái, chúng ta vừa nói đến lễ vượt qua của chính Chúa Giêsu và chúng ta nói đến lễ vượt qua của người Kitô hữu bởi vì kính thưa anh chị em đâu là mối tương quan của một biến cố xa xưa đã xảy ra từ khoảng năm 1400 trước Công nguyên đâu là mối tương quan của một biến cố đã xảy ra cách đây 2 ngàn năm đối với đời sống của chúng ta là những người Kitô hữu Kính thưa anh chị em, qua bí tích rửa tội, chúng ta cùng chết với Đức Giêsu để sống lại với người. Qua bí tích rửa tội, chúng ta giống như những người Do Thái ngày xưa vượt qua biển đỏ. Thánh phê -rô đã nhìn thấy biểu tượng của bí tích rửa tội qua biến cố biển đỏ. Chính vì thế mà qua nhờ bí tích thanh tẩy, chúng ta được dìm mình trong sự chết của Chúa Giêsu để chúng ta sống lại vinh quang và đó là cuộc vượt qua của người kỳ tô hữu nhưng cuộc vượt qua của người kỳ tô hữu không phải là được thực hiện một lần xong thì thôi nhưng bí tích rửa tội chỉ là khởi đầu một hành trình hành trình đi đâu hành trình đi về thượng giới chúng ta vừa nghe bài đọc thứ hai trích thư thánh phaolô gửi cho giáo dân corinto Thánh Phaolô khuyên những người giáo dân rằng anh em đã sống lại với Đức Giêsu, anh em đừng tìm những cái gì hạ giới nữa. Anh em hãy tìm những gì thuộc về thượng giới, bởi vì chính Chúa Giêsu chịu chết để rồi hướng anh em như một người mục tử dẫn đưa anh em về quê trời. Chính vì thế mà hành trình vượt qua của chúng ta liên lì suốt cuộc đời của người tín hữu và xin được nhắc lại đó chính là hành trình về thượng giới. Hành trình vượt qua này có một đích điểm. Hành trình vượt qua này có nhiều trông gai, khó khăn, thử thách. Hành trình vượt qua này lâu dài, liên lì suốt cả cuộc đời. Nhưng mà chúng ta không cô đơn, không một mình trong hành trình vượt qua bởi vì có Chúa luôn ở với chúng ta. Chúa Giêsu sống lại luôn hiện diện giữa chúng ta như người đã hứa với các tông đồ này đây thầy sẽ ở cùng anh em cho đến tận thế. Chính chúng ta đang sống cuộc đời mỗi ngày là chúng ta đang ở trên chặng đường của hành trình vượt qua đi từ thế giới này về thế giới mai sau, đi từ hạ giới về thượng giới. Nói theo kiểu thánh Phaolô, chúng ta hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới. Những gì thuộc về thường giới đó là lời Chúa dạy là lòng bao dung, là sự khiêm tốn, là tình yêu mến đối với tha nhân và lòng yêu mến dành cho Thiên Chúa. Những gì thuộc về hạ giới đó là sự nhỏ nhen, ích kỷ và ti tiện, những bon chen, toan tính đời thường, những mưu mô để mà loại trừ người khác. Những gì thường giới dẫn đưa chúng ta đến để gặp gỡ Đức Giêsu và những gì là thường giới sẽ làm cho chúng ta trở nên giống Đức Giêsu phục sinh để rồi ánh vinh quang phục sinh của người tỏ hiện trên khuôn mặt và trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Kính thưa anh chị em, chúng ta đang chia sẻ lễ vượt qua của người Do Thái. Chúng ta đang chia sẻ với nhau về lễ vượt qua của người Kitô Tô Hữu và chúng ta tìm thấy ý nghĩa vượt qua chính trong cuộc đời của chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta giống như những người phụ nữ đầu tiên và hai tông đồ Phêrô và Gioan chạy đến mộ. Tông đồ Phêrô và Gioan sau khi nghe những người phụ nữ loan báo, chúng tôi đã ra thăm mộ mà mộ không có gì cả. Các ông đã vội vã chạy ra và các ông đã chứng kiến ngôi mộ trống. Ngày hôm nay chúng ta cũng thế những kỳ tô hữu trên khắp thế giới cử hành lễ phục sinh mà chúng ta đứng trước một khoảng trống mênh mông. Chúng ta đứng trước một khoảng trống mênh mông vô tận. Khoảng trống đó là gì? Là chúng ta không được nhìn thấy Chúa Giêsu. Chưa ai trong số những người đang hiện diện nơi đây cũng như trong số những người đang hiệp thông với chúng ta trong thánh lễ qua thánh lễ trực tuyến được nhìn thấy Chúa Giêsu như thế là chúng ta đang đứng trước một ngôi mộ trống hay là một khoảng trống. Nhưng mà nếu Gioan và Phêrô đến thăm mộ mà còn nhìn thấy một thân xác không hồn nằm trong đó thì chẳng có nghĩa lý gì. Đức Giêsu cũng sẽ giống như những người khác đã có một cuộc sống hoàn hảo nhưng mà cũng đã chết và nằm yên trong nấm mộ. Chúa Giêsu không còn nằm trong nấm mộ nữa, người đã sống lại vinh quang. Chính vì thế mà ngày cái khoảng trống mênh mông trước mặt chúng ta càng khẳng định với chúng ta về quyền năng của Thiên Chúa, một Thiên Chúa hiền diện khắp nơi, một Thiên Chúa không bị giới hạn bởi thời gian và không gian, một Thiên Chúa là cha yêu thương của loài người, một Thiên Chúa là đấng luôn luôn che chở và nhận lời kêu cầu của chúng ta. Bà Maria ơi, trên đường bà thấy những gì, hãy kể cho chúng tôi nghe. Đó là câu hát trong ca tiếp liên. Câu đặt câu hỏi được đặt ra cho bà Maria Madalena là một trong những người phụ nữ sáng sớm đến viếng mộ Chúa. Bà ấy trả lời với chúng ta, chúng tôi đã thấy ngôi mộ của Đức Giêsu. Hôm nay chúng ta mừng lễ phục sinh long trọng, chan hòa ánh sáng, chan hòa niềm vui cũng có những người xung quanh chúng tôi, chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi rằng: "Anh ơi, chị ơi, trên đường anh chị thấy gì? Hôm nay anh chị tham dự lễ Phục sinh, anh chị thấy gì? Anh chị hãy kể cho chúng tôi nghe." À, điều mà chúng ta kể cho những người xung quanh là gì? Là một ngôi mộ trống. Điều mà chúng ta kể cho những người xung quanh đó là niềm hy vọng. Điều mà chúng ta khẳng định với mọi người rằng dù trong những lúc tăm tối nhất của cuộc đời dù tâm tối như thể là ngôi mộ tâm tối mà Thiên Chúa vẫn ban cho chúng ta ánh sáng niềm vui và niềm hy vọng kính thưa quý ông bà và anh chị em chúng ta hãy chiêm ngưỡng cuộc vượt qua của Đức Giêsu từ khổ nạn đến vinh quang từ thập giá đến phục sinh từ ngôi mộ tâm tối đến sống lại vinh hiển chúng ta hãy suy tư về hành trình vượt qua của chúng ta dù già dù trẻ dù giàu dù nghèo chúng ta vẫn đang đi trên chặng đường vượt qua ấy để đến với thưởng giới là quê hương và đích điểm của chúng ta xin chúa phục sinh ở với chúng ta như lời người đã hứa và xin chúa nâng đỡ chúng ta trong cuộc đời xin người ban cho chúng ta niềm hy vọng bình an và niềm vui trong chính cuộc sống hôm nay. Amen. Tôi tin kính